Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay, lâu lâu này đi nắp hàng này có đồ các bác nâng cấp và muốn gửi thanh lý cho các bác các anh em chơi. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, sau khi anh Phương đi setup một con vang số về, thì bác khách hàng có thừa ra hai con này. Hai con này thì chắc chắn các bác cũng biết rằng là nó là một trong những sản phẩm mà rất nhiều anh em đã sử dụng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có một cặp đôi sản phẩm, đó là một chiếc vang của hãng JBL với mã là K10. JBL K10. Con này với hai đường KTV, tức là two button KTV, nó sẽ xử lý cái echo gấp đôi. Đấy. Và nó chia ra thành hai khối, ba khối. Khối thứ nhất là khối echo. Echo chúng ta có thể điều khiển được delay, tức là độ nhanh chậm của tiếng lặp lại. Repeat là số lần lặp lại trong một lần alo. Rồi là trong phần echo chúng ta còn có thể điều khiển được giải bass trung tép. Hai đường tín hiệu đầu vào BGM và VOD. Đây là nút echo tổng. Còn khối mic thì nó chia làm 3 giải luôn, bass trung tép có thể điều khiển được hết. Bác nào mà hát giọng ồm ồm thì chúng ta giảm bass đi. Nếu mà chúng ta hát mà nó còn nặng mic, chúng ta có thể đẩy hơi nhích cái mid đờ với chép là lên. Và phần nhạc chúng ta có thể điều khiển được 3 giải bass trung tép. Con K10 thì nói tóm lại là hàng hai con này bác khách hàng mới mua được có hơn một tháng. Hơn một tháng. Nhưng mà sau khi mà biết anh Phương hay sử dụng vang số để ghép, thì hôm qua bác đã nâng cấp lên một con vang số, một chiếc súp hơi và một bộ đẩy 4 kênh, cho nên là đã thừa ra hai con này. Hàng còn nguyên đai nguyên kiện. Hàng chính hãng này các bạn này. Tem phân phối độc quyền. Đấy. Đây con này cũng còn nguyên tem này các bạn này. Nguyên tem luôn nhá. Con này thì là con nâng tiếng của Việt Nam, idol của Việt Nam đây. Made in Việt Nam. Hai con này bác thanh lý cho chúng ta là 2 triệu đồng. Hai con này. Bác mua con này là hai con này là tổng của hai con này nó rơi vào khoảng độ hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu thì bây giờ bác ấy thanh lý lại cho chúng ta có khoảng 2 triệu. Thì em nghĩ rằng nếu các bác mua một con vang K10 thì với lại con này nâng tiếng đến thời điểm này nó cũng phải rơi vào khoảng độ trên dưới 3 triệu rồi các bác. Trên dưới 3 triệu thì chúng ta mới được hai con này. Nhưng mà ngày hôm nay thì cơ hội có 102 là các bác có thể đầu tư hai con. Một con nâng tiếng, máy nâng tiếng Idol IP 100 của Việt Nam. Các bác lưu ý là đây là hàng của Việt Nam. Còn và con vang JBL K10. Hai sản phẩm này thì giá thành thanh lý chỉ có 2 triệu đồng. Bác nào lấy thì báo lại cho anh Phương, bởi vì là hàng này thì anh Phương sẽ bảo hành cho các bác một năm luôn, bởi vì tất cả nó còn nguyên đai nguyên kiện nguyên tem luôn, chứ nó chưa xước sát gì cả. Các bác thấy rằng là tất cả là bác ấy giữ gìn, bởi vì mua rất là mới rồi, mới mua vừa hay xong, không có vết xước nào, máy còn đẹp, zin nguyên bản, chưa có động hề gì cả. Đấy. 2 triệu rẻ bẻ. Bây giờ mời các bác hãy cùng anh Phương test thử về hai con này. Đấy, hai con này chúng ta có thể sử dụng nghe nhạc hát karaoke rất hay. Bởi vì cái con này nó có chức năng là điều khiển echo rất là hay, rất là ngọt. Có khả năng chống hú tốt. Đồng thời con nâng tiếng này nó sẽ giúp chúng ta cắt giải súp. Rồi là tăng bass, tăng chép. Nâng lời ca tiếng hát. Đấy, mời các bác cùng lắng nghe. Bây giờ anh Phương sẽ phối ghép hai con này với một cục đẩy 4 kênh. Cục này chuẩn bị đóng gói con K4000 này. Chuẩn bị đóng gói cho một bác khách hàng đã đặt cọc cho anh Phương là 2 triệu 500 ngàn đồng rồi. Anh biết còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu
còn gì đâu em, thôi đừng đến đáng cay thêm. Đoạn đường ta đi còn dài lê thê, bởi còn đam mê duỗi bước chân quên về, nên nhé quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Rất tốt. Anh Vương đứng ngay sát loa này nhưng mà con vang K10 của nó trông hú rất là tốt các bạn. Tiếng echo rất là nhẹ, chúng ta có thể hát thoải mái luôn. Vâng, với 2 triệu đồng em nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất tuyệt vời. Bởi vì là chỉ có hàng thanh lý thì anh Vương mới có thể gửi tới các bác như thế này. Chứ còn nếu mua hàng mới thì chắc chắn các bác sẽ phải đầu tư nhiều hơn nhiều. Bảo hành cho các bác 1 năm và bao ship toàn quốc cho các bác với giá thanh lý 2 triệu đồng. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và chào tạm biệt các bác. Bác nào nhanh tay thì gọi sớm cho anh Phương với số máy 0971998555 các bác nhé.